Tôi tên là Nguyễn Thị Thanh Hà. Năm nay tôi 61 tuổi. Tôi làm kỹ sư. Tôi đã nghỉ hưu. Hiện tôi đang sống ở Tân Bình. Tôi gắn bó với câu lạc bộ Cali là vì sau một thời gian tập luyện thì tôi thấy sức khỏe được cải thiện rất là nhiều. Bản thân mình và những người thân trong gia đình tôi cảm nhận một cái sự thay đổi rất nhiều. Vào cuối năm 2021 tôi bị đau đầu gối. Thì lúc đầu tôi cũng nghĩ là bình thường. Sau đó thì nó bị phù nề, đau rất là nhiều. Hầu hết tất cả các bác sĩ và giáo sư đều đưa một cái chỉ định là tôi phải mổ đầu gối. Vì tôi đã bị bể xương đầu gối do thoái hóa và đã bị rách sụn. Thì sau khi mà chân tôi bị đau như vậy thì bác sĩ khuyên tôi đi bơi. Và cái mà tôi đến với Cali là chính là vấn đề là để tôi bơi. Sau thời gian bơi thì là mình cảm nhận là cái sức khỏe của mình ấy, cái độ dẻo dai nó cũng được tăng lên rất là nhiều. Và tôi duy trì cái chế độ bơi mỗi ngày. Trước khi mà tôi phát hiện là cái chân bị đau thì tôi cũng có tập yoga cũng ở mức độ rất nhẹ nhàng. Hơn một năm khi tôi tập ở Cali thì thực ra là tôi đã làm những cái động tác của về yoga cũng rất là khó. Rồi tôi phải đạp xe và sau đó là tôi đến với cái máy Hapoxy. Tôi trải nghiệm và tôi cảm nhận được cái sự thay đổi của cơ thể khi mà tôi nằm máy của Hapoxy. Thể thao đã làm cho mình có một cuộc sống nó năng động hơn. Mình cũng cảm thấy mình khỏe mạnh thì mình yêu đời hơn. Khi mình yêu đời thì mình nhìn thấy mọi thứ nó đều rất là đẹp. Cái thứ hai nữa là mình cảm nhận được cái sự thay đổi về hình thể sẽ gọn gàng hơn, nhanh nhẹn hơn, tăng cái sức đề kháng để mình chống lại với bệnh tật.